Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại được các bộ, ngành, địa phương triển khai tích cực và có hiệu quả. Từ đó giúp các tỉnh thành trong cả nước nói chung và các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP và đưa sản phẩm này trở thành một thương hiệu mạnh được đông đảo người tiêu dùng quan tâm và sử dụng. Sơn La là tỉnh có diện tích cây ăn quả lớn nhất miền Bắc, đứng thứ hai cả nước. Những năm qua, hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nông sản được tỉnh rất chú trọng. Tỉnh đã ban hành hàng loạt các văn bản để tăng cường công tác cung cấp thông tin, dự báo và phân tích thị trường tiêu thụ, xuất khẩu để kịp thời cung cấp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm định hướng sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hàng hóa thông qua các sự kiện xúc tiến thương mại, các tuần hàng trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm. Việc tiêu thụ nông sản của chúng ta ở thị trường trong nước cũng rất là lớn. Do vậy mà chúng tôi cũng rất là quan tâm đến các cái hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại cũng như là hệ thống chợ đầu mối. Và từ các chợ đầu mối này thì sẽ phân phối vào tất cả các cái hệ thống chợ truyền thống của Việt Nam. Và khi mà các nhà thu gom thì họ sẽ tự phân loại các cái sản phẩm nông sản để đưa vào từng khu phân khúc thị trường để tiêu thụ và đặc biệt là đưa vào chế biến. Không chỉ có Sơn La, các tỉnh miền núi phía Bắc cũng tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản chế biến của mình. Một là sẽ thực hiện cái việc là tham gia vào cái sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn để phục vụ cho xuất khẩu. Đó là cái lợi thế mà Lào Cai đã được khẳng định những cái mặt hàng chiến lược của mình. Và thứ hai, trên cơ sở những cái tiềm năng lợi thế riêng có của Lào Cai thì sẽ phát triển những ngành hàng chủ lực và mang tính nội tiêu là chủ yếu mà các địa phương khác không thể có được. Gắn kết các cái hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm đối với hoạt động khuyến công như hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến để sản xuất, rồi tổ chức các hội nghị hội thảo thông tin tuyên truyền nhằm thu hút các cái doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia vào cái chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Với diện tích gần 70.000 ha, chủ yếu tập trung ở các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn của tỉnh Yên Bái, cây quế không những có giá trị kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái, đồng thời góp phần quan trọng giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Cây quế trong một vài năm trở lại đây đã mang lại giá trị kinh tế lớn đối với người dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Ngoài những sản phẩm như vỏ quế khô, tinh dầu quế, việc tận dụng những vật liệu từ cây quế, các nghệ nhân cũng đã chế tác ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo hay các sản phẩm như trà túi lọc quế, nước rửa chén, nước lau sàn từ quế đang dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Văn Yên thì là một cái diện tích quế lớn nhất của Việt Nam. Thì trong đó thì có những cái xã trong cái vùng quế trọng điểm. Thế thì cái trà quế này làm ra được ở những cái vùng quế đó. Như là xã Viễn Sơn, Đại Sơn, Mỏ Vàng. Là những cái xã đấy là chúng tôi đã lấy cái vùng nguyên liệu được tuyển chọn rất là kỹ càng. Và khi cái sản phẩm của trà quế mà làm ấy thì bằng những cái quế mà đã có những tuổi đời từ 20 năm. Công ty chúng tôi là muốn đưa ra một cái dòng sản phẩm nó thay đổi một chút. Thì chúng tôi đã tận dụng được cái nước nấu của tinh dầu quế. Chúng tôi đã sản xuất và xử lý nó ra được cái sản phẩm là nước rửa chén và nước lau sàn. Bên cạnh việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại do địa phương tổ chức, các doanh nghiệp cũng có sự chủ động của riêng mình. Ví dụ như doanh nghiệp này nhận thấy tiềm năng quả táo mèo của tỉnh, đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất, chế biến quả tươi thành trà dạng bột uống hòa tan đầu tiên trên thị trường. Nguyên liệu trà táo mèo được chọn lọc kỹ lưỡng từ những trái táo mèo mù căng trải tươi ngon do bà con hái từ trên rừng tự nhiên. Sau khi chọn lọc, sẽ được làm sạch, sơ chế, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nên dù qua chế biến nhưng vẫn đảm bảo thơm ngon, mang hương vị tự nhiên của núi rừng. Doanh nghiệp đã kết hợp với hệ thống bưu điện của 63 tỉnh thành để mở rộng kênh tiêu thụ của mình. Thì được sự quan tâm của tỉnh, thì đối với sản phẩm trà táo mèo đã được tỉnh cấp OCOP 4 sao. Và các cái buổi của tỉnh về xúc tiến thương mại thì đã giới thiệu các sản phẩm. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi đã liên kết với các hệ thống bán hàng trên 63 tỉnh thành để đưa cái sản phẩm để giới thiệu cho người tiêu dùng. Để hỗ trợ các địa phương tiêu thụ nông sản chế biến, Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nội địa, hỗ trợ hệ thống phân phối, tăng lượng tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh trong hệ thống, đẩy mạnh triển khai các hoạt động kết nối thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã ứng dụng thương mại điện tử để phân phối và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản, đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến thương mại, tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản cho các địa phương, hỗ trợ thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua kênh thương mại điện tử.
Đặc biệt, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí xúc tiến thương mại hàng năm cho các ngành hàng nông sản, thủy sản trong chương trình xúc tiến thương mại của chính phủ. Hy vọng với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công Thương, sự vào cuộc của các địa phương và sự chủ động của các doanh nghiệp, việc tiêu thụ nông sản chế biến sẽ có nhiều khởi sắc.